Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đến với bài tập số 21, đếm số lượng ước số của số nguyên dương n. Đấy. Đếm số lượng ước số của số nguyên dương n. Đấy. Rồi. Thì ở bài này thì về ý tưởng để xây dựng cái bài này thì mình sẽ làm như này. Ví dụ mình có một số n bằng 4 nhỉ. Đấy. Và mình sẽ sử dụng một cái biến chảy là y. Đó. Chảy từ khởi tạo cho nó là bằng 1, đúng không? Và mình sẽ lấy lần lượt cái số n này chia cho y này. Đấy. Nếu như nó chia hết thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên. Đấy. Một cái biến đếm. Là đếm khởi tạo ban đầu sau nó sẽ là bằng 0. Đấy. Nếu như cái n này mà nó chia cho y đấy, thì nó sẽ tăng cái biến đếm lên một đơn vị. Đó. Đấy, và sau khi y nó điều kiện của y là nó sẽ chảy đến bé hơn hoặc bằng cái số n này. Đấy. Và sau khi đã tính được cái biến đếm này thì mình sẽ in ra kết quả. Rồi. Thì chi tiết mình sẽ viết code như sau. Đầu tiên mình sẽ khai báo một số cái biến. Ở đây mình khai báo một cái biến n và một cái biến đếm khởi tạo cho nó giá trị ban đầu bằng 0 luôn ạ. Rồi. Sau đó sẽ in ra màn hình để các bạn nhập cái số n vào. Đây là scanf. Vì đây là số tự nhiên nên nó sẽ là phần trăm d. Đây sẽ là và n. Đấy. Sau đó sẽ là một cái vòng lặp for. Mình sử dụng một cái vòng lặp for. Và trong vòng lặp for này mình khai báo một cái biến chạy y. Giá trị khởi tạo ban đầu cho nó là bằng 1, đúng không? Vì sao bằng 1? Vì ở đây thì ta mục đích là ta chia cái số n cho cái biến chạy y. Đó. Nên là cái y này nó phải bằng 1 chứ không thể là bằng 0 được. Vì nếu bằng 0 thì nó không chia được, đúng không ạ? Và biến chạy là y và biểu thức điều kiện của nó là y bé nó hoặc bằng n, đúng không ạ? Và sau đó y cộng cộng. Và trong cái vòng lặp for này, sau khi thực hiện vòng lặp for này thì ta sẽ làm một cái biểu thức điều kiện. Nếu như mà cái y này ở cái phép tính n phần trăm y mà nó bằng 0, tức là gì? Tức là nếu như n chia cho y, đúng không ạ? Thì sẽ làm việc như sau. Thì lúc đó sẽ tăng cái biến đếm lên. Hoặc là chúng ta có thể in ra để chúng ta dễ biết được những cái ước của nó. Thế sẽ là phần trăm 4D. Rồi, cái câu lệnh print này tức là mình sẽ in ra những cái ước của cái số n. Rồi. Và tiếp theo thì mình sẽ gán cái biến đếm. Lúc này sẽ bằng đếm cộng cho 1. Đấy. Nếu như mà cái n chia cho y thì nó sẽ cái biến đếm này nó sẽ tăng lên một đơn vị. Đấy. Cứ như thế đấy. Nếu như n bằng 1 y bằng 1 và n chia cho y thì nó sẽ tăng biến đếm lên một đơn vị. Nếu bằng 2 mà nó chia cho y thì nó sẽ tiếp tục tăng lên một đơn vị tiếp. Lại là lúc đó sẽ là bằng 2, đúng không ạ? Đấy. Ví dụ như vậy. Và sau đó sẽ trong cái câu lệnh if này mình phải cần phải đóng ngoặc lại cho nó. Đúng không ạ? Ở đây thì sẽ làm cho nó dễ nhìn ạ. Rồi.
và sau đó sẽ in ra cái kết quả. Đấy, số lượng ước của số phần trăm D là đây cũng đặt là phần trăm D, đây sẽ là N và đếm. Đây thì mình sẽ sử dụng thêm một câu lệnh get để dừng màn hình lại cho chúng ta xem kết quả. Rồi sau khi đã biết code xong thì mình sẽ chạy cái cho các bạn xem. Ở đây thì chúng ta nhập n, ví dụ ta nhập là 4 ạ. Đấy thì nó là in ra số lượng ước của nó là 4, số lượng ước của số 4 là 3 đúng không ạ. Thì vì sao đây nó lại in ra là 000 thì mình sẽ giải thích như sau. Ở đây là bởi vì ở đây cái câu lệnh print này mình chưa gắn cái địa chỉ cho nó, thế sẽ là y đúng không ạ, mình chưa gắn cái địa chỉ cho nó rồi, nên là nó sẽ hiệu là 0. Ở đây mình nhập lại 4 nha. Rồi thì nó sẽ in ra cái ước của nó là 1, 2 và 4 đúng không ạ. Đấy, và số lượng ước của cái số 4 này chính là 3 đúng không ạ. Đấy, ta sẽ thử một cái ví dụ khác, ví dụ là 8 nè. Rồi thì nó sẽ in ra cái số lượng ước là số lượng ước của 8 là 4 đúng không ạ. Thì nó sẽ gồm 1, 2, 4 và 8 đúng không? 1, 2, 4, 8 là một cái là những cái ước của số 8 đúng không ạ. Đấy, các bạn có thể kiểm chứng thì nó hoàn toàn đúng đúng không ạ. Thì trên đây là cái phần giới thiệu về cái bài tập đếm số lượng ước của số nguyên dương N. Thì ở bài tập này thì các bạn cần phải nắm được cái vòng lập for này và cái câu lệnh if. Nếu như mà cái số n này nó chia cho y thì chúng ta tăng cái biến đếm lên đó. Nó nguyên tắc là nó của nó là như vậy. Thì trên đây là cái phần dạy bài tập đếm số lượng ước của số nguyên dương n. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.